Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Trong bất kỳ trận đấu nào, những siêu sao bóng đá hàng đầu luôn bị theo kèm rất kỹ bởi không chỉ một mà nhiều hậu vệ khác. Tuy nhiên đó cũng là lúc họ thể hiện phẩm chất kỹ thuật với những pha xử lý tạo ra sự khác biệt. Vì thế hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những pha thoát bóng siêu mượt của các ngôi sao số má trong làng túc cầu nhé. Mặc dù là một tiền đạo cắm thiên về chọn vị trí và dứt điểm, thế nhưng kỹ thuật cá nhân của Karim Benzema là không thể xem thường. Bị ba hậu vệ bên phía Atletico Madrid theo kèm rất sát, thế nhưng chân sút người Pháp vẫn khéo léo vượt qua từng người một. Trái bóng quả thực như được gắn chặt vào chân ngôi sao bên phía Real trước khi anh thực hiện đường chuyền cho Toni Kroos ở bên trong vòng cấm. Đáng tiếc cú sút của nhạc trưởng người Đức không thể chiến thắng được thủ môn đối phương. Không phải là những siêu phẩm, tình huống này mới được coi là khoảnh khắc đáng giá nhất của Berbatov trong màu áo Manchester United. Dẫn bóng tới sát đường biên ngang, tưởng chừng như tiền đạo Bulgari sẽ cố kiếm một quả phạt góc. Thế nhưng chỉ vài giây sau, số 9 của MU đã vượt qua hậu vệ đối phương. Một pha xoay comba không thể xuất sắc hơn và trái bóng được hất vừa đủ để vượt qua đối phương mà vẫn nằm trong sân. Sở hữu thể hình của một học sinh trung học, thế nhưng Gianfranco Zola lại gặt hái những thành công ngoài mong đợi khi chuyển đến chơi tại Premier League. Mặc dù liên tục bị những hậu vệ Liverpool áp sát và soạt bóng, thế nhưng huyền thoại người Italia vẫn giữ được thăng bằng và kiểm soát rất tốt trái bóng. Rõ ràng so với những pha đi bóng đỉnh cao của Messi, kỹ năng của Zola cũng không hề kém cạnh chút nào. Cho đến nay, Robinho vẫn là một trong những trường hợp sao mai không thể lớn đáng tiếc nhất của thế giới bóng đá. Trở về Santos khi đã 36 tuổi, cựu thần đồng Brazil đôi lúc vẫn thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật đỉnh cao của mình. Đầu tiên là pha xoay comba vô cùng điều nghệ của Robinho để vượt qua ba hậu vệ đối phương. Chưa dừng lại ở đó, cựu ngôi sao Real tiếp tục tạo ra sự khác biệt với cú đánh góp thông minh để mở ra tình huống nguy hiểm. Là một tài năng cực kỳ triển vọng, thế nhưng điều Pulisic cần phải cải thiện là khả năng xử lý ở những tình huống quyết định. Đối mặt với ba cầu thủ bên phía Sheffield United, ngôi sao người Mỹ thực hiện kỹ thuật Elasticus vô cùng mượt mà và thông minh, mở ra khoảng trống và có cơ hội đối mặt với thủ môn. Cú dứt điểm sau đó của số 10 bên phía Chelsea lại quá hiền, sau đó pha dứt điểm bồi còn tệ hơn nữa khi đưa thẳng bóng lên trời. Get me out of broken hearts.
dance and start and fight. Turning truth to lies. Khá bất ngờ khi trong vòng 15 năm qua, Hatem Ben Arfa là một trong những cầu thủ có khả năng qua người tốt nhất tại châu Âu. Cựu thần đồng bóng đá Pháp, dù không giữ được phong độ ổn định, nhưng kỹ thuật cá nhân thì luôn ở mức thượng thừa. Liên tục ngoặt bóng và thực hiện một loạt động tác giả, Ben Arfa một mình xoay sở trong vòng vây 4 đến 5 hậu vệ bên phía Angers. Rõ ràng chỉ cần cải thiện thêm khả năng dứt điểm, Ben Arfa sẽ là mũi tấn công vô cùng đáng gờm. Nhắc đến những pha qua người đỉnh cao, thật khó để không có tên của Lionel Messi trong đó. Dù chỉ là một tình huống rất đơn giản, thế nhưng một lần nữa, khán giả lại chứng kiến tài năng vô cùng đỉnh cao của M10. Tưởng như pha xoạc bóng của hậu vệ đối phương đã chính xác, thế nhưng Mpunga chỉ cần một cú chích mũi giày để đảo ngược tình thế. Quả thực, trái bóng như có một ma lực nào đó mà luôn gắn chặt vào đôi chân của siêu sao người Argentina. Không thực sự xuất sắc như Robben hay Ribery, thế nhưng Douglas Costa là một chân chạy cánh hiếm hoi, vừa có tốc độ và kỹ thuật tốt, vừa có thể chơi bóng bằng cả hai chân. Đối mặt với Hector Bellerin đang ở thời kỳ đỉnh cao, thế nhưng pha đảo bóng cực dẻo đã giúp cho tiền vệ người Brazil sâu kim được đối phương. Không quá màu mè như các ngôi sao Nam Mỹ khác, thế nhưng không thể phủ nhận rằng những pha xử lý của Costa luôn có hiệu quả rất cao. Nhắc đến lối đá biểu diễn và màu mè nhất vào lúc này, Neymar đương nhiên là cái tên số 1. Tiểu Pele có lẽ cũng là cầu thủ Brazil hiếm hoi, không bị âu hóa dù đã chuyển sang chơi bóng ở lục địa già khá lâu. Bị ép vào sát cột cờ góc, số 10 của Selecao đã phải dùng đến kỹ thuật mà anh cực kỳ ưa thích. Một pha gấp bóng qua đầu đối phương không chỉ hiệu quả mà lại không kém phần đẹp mắt. Chưa từng đoạt được danh hiệu quả bóng vàng, thế nhưng Ibrahimovic luôn được coi là một trong những tài năng độc lạ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sở hữu chiều cao 1m96, một thân hình đồ sộ, thế nhưng những kỹ thuật cá nhân của siêu sao người Thụy Điển là cực kỳ đáng nể. Một mình Ibra vượt qua 3 hậu vệ đối phương chỉ bằng 2 pha ngoặt bóng và đảo hướng rất đơn giản. Quả thực rất khó để lấy được bóng trong chân của một cầu thủ có thân hình hộ pháp nhưng lại khéo léo như Ibra. Ngoài những siêu phẩm thì rõ ràng các pha rê thoát bóng đầy bất ngờ luôn đem lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Và chúng tôi tin những tình huống vừa rồi cũng đã khiến các bạn không thể rời mắt khi theo dõi. Nếu thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.